Xin chào quý anh chị, đã rất vui khi được gặp lại quý anh chị qua kênh YouTube Đạt Nhỏ Toyota. Đạt chúc quý anh chị mình có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong công việc nha. Dạ rồi, thì Đạt đang đứng trước hai cái mẫu Toyota Veloz nha quý anh chị. Đây, Toyota Veloz nè, Toyota Avanza nè. Đó, đầy đủ những loại MPV 7 chỗ nha. Đó, mục đích á, để Đạt quay một cái xe này. Thì những cái xe mà Toyota Veloz hiện tại mà phiên bản thấp hoặc là phiên bản cao mà đi lăn bánh á, thì nó cũng có giá là khoảng trên 700 triệu á quý anh chị. Đó, thì với cái mục đích đi gia đình hoặc là với cái mục đích mình mua xe để mình chạy dịch vụ đi, thì Đạt xin giới thiệu với quý anh chị một con xe đáng mua hơn là hai bạn trẻ này nha. Đây là cái ý kiến riêng của Đạt thôi, chứ không phải là Đạt muốn là so sánh xe này không tốt bằng xe này. Đây là ý kiến riêng của Đạt. Vậy rồi, phần đó là đây, xe mà Đạt muốn giới thiệu với quý anh chị là một xe Toyota Innova, được sản xuất vào năm 2019, nhưng mà mới đi được khoảng là 19.000 cây số thôi. Gọi là 19.000 thì cũng giống như dạng mà vừa hết rô đai xong á quý anh chị. Đó, thì xe này là form mới luôn nha quý anh chị, và mới cập bến bên Toyota Hiroshima Tân Cảng mới đẹp, nên là cũng chưa có làm đẹp Maruguri gì hết. Đó, tình trạng sao thì Đạt sẽ quay lại tình trạng cho quý anh chị mình cùng xem. Còn ví dụ như mà trong trường hợp mà xe đã làm đẹp xong rồi mà vẫn còn á, chưa bên Đạt chưa bán, thì Đạt sẽ qua một clip review lại về xe cho quý anh chị mình cùng xem nha. Và xe này đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng mới đẹp chào bán với giá là 685 triệu nha quý anh chị. Xe biển số ở tỉnh Vũng Tàu. Dạ rồi, Đạt mời quý anh chị đi khám phá về xe nha. Cái mẫu xe mà Đạt muốn giới thiệu đến quý anh chị đây, đây Toyota Innova, được sản xuất vào năm 2021 nha quý anh chị. Form mới hoàn toàn luôn. Xe mang một cái nước sơn là màu đồng ánh kim nha. Đó, nước sơn zin 100%. Rất là đẹp luôn. Xe mang biển số 72 nè quý anh chị. Xe này là gốc là ở Bà Rịa. Quý anh chị có thể là thấy nè, cụm đèn pha cốt rồi, còn rất là đẹp luôn, sử dụng bóng led. Đặc biệt xin lỗi, xe sử dụng halogen. Thì cái này nếu như mà quý anh chị nào mà mình về á, thì Đặt nghĩ quý anh chị nên thay lại bật cái bóng led đi, để nó chạy nó sẽ tăng được cái độ sáng hơn, giúp cho mình sẽ an toàn hơn nha. Còn thực ra bóng đèn halogen này thì không có đánh giá cao, nó rất là tối luôn á, từ xưa tới nay luôn. Rồi, cái cua roi đèn nè quý anh chị còn rất là đẹp luôn nha. Đèn bên này cũng như vậy nha quý anh chị. Đó, bốn lớp nguyên zin theo xe và mâm, bốn mâm luôn, vẫn chưa qua xử lý sơn dặm tút lại nha quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể để ý á, đây gai đồ nè còn rất là đẹp luôn. Thì cái phần bánh xe này á, thì Đạt đánh giá cũng không có cao, thì xe mới đi khoảng có một năm mấy thôi, nhưng mà lớp nó hơi bị chai chai này, thì thật ra là do địa hình nữa quý anh chị, chứ không phải là do chạy nhiều đâu. Cái này là do địa hình là chủ yếu. Thì Vũng Tàu thì có một số cung đường xấu quý anh chị đó, thì người ta đi vào những đường xấu đó thì lốp nó bị tẻ tẻ ra vậy thôi. Còn lớp nguyên zin của nó vẫn là năm 2021 nè quý anh chị, thấy không? 21 cản mí cản còn nè quý anh chị, nguyên zin luôn. Đó, cái mí cản chỗ dưới chỗ này thì bị trời chút xíu, về sơn lại. Rồi, xe thì cũng đã được lên cái ốp nắm cửa rồi nào quý anh chị. Đó, chén cửa rồi, viền che mưa. Xe thì ghế nỉ nguyên bản theo xe nha quý anh chị. Đó, cần số rất là đẹp luôn. Vô lăng rồi, những công tắc trên vô lăng còn rất là mới, mới tinh luôn á quý anh chị. Đầu DVD thì theo xe rồi quý anh chị. Xe này thì được trang bị là 7 túi khí nha quý anh chị. 7 túi khí rất là an toàn quanh xe. Xe cũng được trang bị là thêm cách nhiệt nè, bọc trần ni lông, bọc sen. Đó, thì thật ra là chắc cái người chủ này họ thích đi ghế nỉ. Này, ghế nỉ nhìn nó vẫn đẹp hơn nha, hơn là ghế cái da mà bọc lại. Cửa đâu nè quý anh chị có thể thấy khá là đẹp luôn nha. Thì xe này Đạt sẽ đi quay nhanh cho quý anh chị mình cùng tham khảo thôi, chứ thật ra nó còn khá là mới. Đó, sơn zin còn 100% thì không có lý do gì mà mình phải nói về cái chất, cái độ bên ngoài của xe. Còn bên trong xe rồi nè,
Đây đó anh chị. Xe mang biển số 72 nha quý anh chị. Đó. 2.0E phiên bản số sàn. Rồi để là quay cái gầm cho anh chị mình cùng xem nha. Ồ, gầm đâu anh chị? Gầm đó. Quý anh chị có thể để ý là gầm nó sẽ bị dính đất đỏ. Đất đỏ đó là cũng là một cái gọi là những cái đặc trưng của cái vùng mà Bà Rịa Vũng Tàu là có đất đỏ quý anh chị, nó sẽ dính lên gầm. Nhưng mà quý anh chị yên tâm, xe này không có dắp biển đâu nên đừng có sợ gầm của mình bị có vấn đề gì nha. Đồ nghề vẫn còn đâu quý anh chị. Xe này thì đã hạ bánh sơ cua rồi, tại vì nãy đã có coi bánh sơ cua á thì thấy là trong cái bánh sơ cua nó có đá. Trong bánh sơ cua có đá thì chỉ có là mình đi rồi nó mới bị dính đá vào thôi nha quý anh chị. Rồi để đằng mở cái nắp capo lên để đầu quay cái phần khoang động cơ cho quý anh chị mình cùng tham khảo về cái khoang máy của xe nha. Đây, nói chung khoang động cơ còn khá mới thì lúc đầu đã có nói quý anh chị là nắp capo còn xe sơn zin thì tất nhiên là nắp capo là vẫn chưa có dấu hiệu sơn lại rồi nha quý anh chị. Đó. Không có dấu hiệu bất thường hết quý anh chị, từng con ốc luôn đó quý anh chị. Máy đó anh chị có thể thấy là cái lưỡi gà nằm đây nè, tem mát của cái máy nè vẫn còn rất là sáng luôn nha. Cầm ABS là sáng trưng luôn, chưa có dấu hiệu bị va đụng cấn móp nha quý anh chị. Rồi nếu như mà quý anh chị nào mình đang quan tâm về cái sản phẩm Toyota Innova phiên bản 2.0e được sản xuất vào năm 2021 màu đồng ánh kim biển số 72 này thì quý anh chị có thể gọi trực tiếp vào số hotline 0932 192 671, Đạt sẽ hỗ trợ quý anh chị. Và một lần nữa Đạt xin báo giá lại, xe đang được bên Toyota Hiroshima Tân Cảng Bến Đạt chào bán với mức giá là 685 triệu nha quý anh chị. Và bên đây sẽ hỗ trợ quý chị nếu hỗ trợ vay cho quý chị nếu như quý chị có nhu cầu vay vốn nha. Dạ rồi, Đạt xin chân thành cảm ơn quý chị đã xem video này của Đạt. Xin cảm ơn.